Xin chào, chào mừng đã quay trở lại với kênh YouTube của Trung tâm Cây giống Tam Đảo, và tôi là Biên, nhà sáng lập trung tâm và điều hành trực tiếp đơn vị Trung tâm Cây giống Tam Đảo. Chào mừng đã quay trở lại với kênh YouTube của tôi. Các bạn cũng đã thấy và tôi cũng giới thiệu rất nhiều về những cây hoàng đàn, đặc biệt là những cây giống mà chúng tôi đang làm và phát triển. Cây giống đã khó làm bao nhiêu và chất lượng cây giống đưa ra cũng khó bao nhiêu thì cây to lại càng hiếm bấy nhiêu. Hiện nay ở Việt Nam, ở tại Lạng Sơn thì không còn nhiều những cá thể hoàng đàn lớn. Ví dụ như cây cao khoảng 2m, 3m thì cũng có thể là có rất nhiều. Bởi vì những năm vừa rồi thì cũng có rất nhiều người sưu tầm, trồng để giữ trong nhà, phong thủy rồi cũng rất nhiều. Nhưng đối với những cái cây mà thuộc dạng cao từ 4m đến 5m như thế này, thì đây là tôi vừa đánh ở trên núi xuống để ủ hai cây này cho một vị khách. Thì tôi ủ hai cây này thì trong vòng một tháng nữa thì sau đó tôi sẽ xuất đi. Cây thì phải được đảm bảo đào dâm ủ như thế này thì nó mới đảm bảo cái tiêu chuẩn để trồng. Bởi cây to thường đánh đi, cây này nó rất là khó và kỹ tính. Nếu cây giống thì chúng ta vận chuyển và trồng thoải mái, nhưng điều kiện sinh trưởng cây hoàng đàn thì cũng rất là khắt khe. Khi mà chúng ta trồng ở đây thì phải có điều kiện dâm ủ, và khi đánh một cái cây to lên cũng rất là nhiều tâm huyết và cũng là rất là xót xa. Nhưng mà vì cái để phục vụ cho bà con, và chúng ta những người muốn trồng để làm những cái biệt thự lớn, những cái nhà lớn, người ta muốn trồng những cây hoàng đàn như thế này, hoặc dinh thự, dinh phủ, hoặc những cái miếu thờ để làm phong thủy, hoặc đền nhà thờ họ, các thứ là rất nhiều. Thì chính vì thế mà chúng tôi phải phục vụ nhu cầu là đánh cây to như này để phục vụ cho một vị khách. Thì đây là những cái vị khách giấu tên thì tôi không xin phép là tôi không công bố. Ngoài ra thì đối với cây hoàng đàn, những cái cây như này ở Việt Nam thì rất ít, và chúng tôi hiện nay cũng chỉ đâu đó có khoảng độ hơn chục cây này như thế này thôi. Thì hai cây này tôi đánh ủ sẵn ra đây để chuẩn bị một tháng nữa tôi xuất đi. Thì cây này thì là cây hoàng đàn tuyết Lạng Sơn tán dày. Các bác có thể nhìn thấy những cái cấu trúc tán của nó rất là dày khác nhau. Và quy trình ươm giống của cây này cũng rất là khắt khe. Từ cái hạt giống của nó cũng phải loại trừ được toàn bộ lấm, những loại lấm gây hại cho hạt. Và khi mà hạt mà bị gặp nấm thì chúng nó sẽ không nảy mầm nữa. Và hạt nó rất là nhỏ như hạt vừng thôi, thậm chí nhỏ hơn hạt vừng. Hạt hoàng đàn rất là nhỏ. Đối với cây này thì hầu như ở Việt Nam cũng rất ít người có cây to như này. Chỉ đâu đó có số lượng vài người hoặc là thậm chí là đến chục người ở tại Lạng Sơn là cũng có những cái cây bắt đầu to như này. Giá trị của gỗ hoàng đàn cũng như cây hoàng đàn bây giờ, một duy nhất chỉ còn một cây mà có người đã từng giả 10 tỷ. Nhưng cây đó thì không phải của tôi, đây là câu chuyện. Giả 10 tỷ cây đó nhưng mà bác nông dân ấy bác không bán. Thì cây đó thực tế nó cũng là một trong những loại cây cực kỳ tốt, bởi vì nó cây bản địa lâu năm. Nếu đúng là lấy hạt giống của cái cây đấy ra thì là ươm thì là rất chắc chắn. Và chúng tôi cũng đang triển khai ươm những cái cây giống ít nhất có những cái cây mà nó khoảng độ từ trên 13 năm tuổi mà ra hạt, thì chúng tôi sẽ triển khai ươm. Ươm hạt từ những cây đó thì cái cây hoàng đàn nó sẽ tốt hơn, và hạt nó có độ già thì nó sẽ là tỷ lệ nảy mầm cao hơn. Nhưng tuy nhiên thì hạt hoàng đàn nó phải ủ sinh lý 2 năm, sau đó thì chúng ta mới ươm nảy mầm, nó lên mầm được. Ở đây hoàng đàn tuyết Lạng Sơn hôm nay các bác nhìn thấy tận mắt, và cái khu vực mà chúng tôi trồng lên Lạng Sơn chúng tôi cũng đã đi lên quay cho các bác xem rất nhiều. Đối với những cây hoàng đàn cao 4m thì chúng tôi cũng có vùng nguyên liệu ở trên đó. Thì hiện nay mà các bác mà muốn có nhu cầu mà chúng ta muốn trồng cây hoàng đàn thì có thể liên hệ trực tiếp cho đơn vị Trung tâm Cây giống Tam Đảo. Vì hiện nay thì tất cả những cái trên trang mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, lừa đảo rất nhiều, toàn bán hoàng đàn Vân Nam ra để gửi cho các bác để lừa đảo. Về cái cấu trúc cây hoàng đàn Vân Nam lúc nhỏ nó rất giống hoàng đàn tuyết Lạng Sơn, nhưng khi mà trải qua sau quá trình một năm sau thì bắt đầu chúng ta mới phát giác ra là nó không phải cây hoàng đàn. Về cây giống thì tại Trung tâm Cây giống Tam Đảo của tôi thì tôi cũng đang làm rất nhiều, và đây là cái trại mà tôi đang trồng cái cây, và chúng tôi chuẩn bị làm xưởng sản xuất các vòng đến từ gỗ hoàng đàn và trầm hương ở đây. Và hy vọng là các bác sẽ, chúng ta sẽ có thể tham khảo và sắp tới sẽ có thể theo dõi những cái hình ảnh mà đơn vị chúng tôi đang phát triển. Nói về hoàng đàn thì nói rất là nhiều, nhưng về cấu trúc mà chúng ta phân biệt được cái cây này thì các bác có thể nhìn thấy này, cái lá của hoàng đàn thì cái nhất là tất cả các cạnh lá chúng nó sẽ mọc so le đường lá, và lá đầu trúc đầu tròn. Thì đó là cái cách mà chúng ta phân biệt, đó là hoàng đàn tán dày. Còn hoàng đàn tán thưa thì nhìn nó rất là lung lay và thường nó không đẹp. Và chính vì thế là nhiều người họ cứ hoàng đàn tuyết Lạng Sơn là họ mua rồi, nhưng sau này lớn lên thì nó tùy. Nhưng tuy nhiên dù tán thưa hay là tán dày thì cái chất lượng gỗ của nó thì sau này nó vẫn ra là có tuyết cả. Nhưng nếu tán dày thì nó ra đạo động bọt tuyết và sẽ thơm hơn. Đấy, chính vì thế mà hoàng đàn tán dày nó sẽ cao, có cái giá trị tiền kinh tế nó cao hơn, và cái giá cây giống nó đắt. Hôm nay quay cho các bác xem là chủ yếu là hai cái cây này là tôi vừa dâm ủ được hơn một tháng. Sau đó thì sắp tới một tháng nữa, đủ hai tháng thì tôi sẽ vận chuyển cho khách trồng, để chia sẻ cho các bác nhìn, chúng ta nhìn thấy những cây hoàng đàn lớn như thế này.
phần nào đó giúp bà con chúng ta có thêm kinh nghiệm để nhận xét, nhận định về giống hoàng đàn, làm sao cho nó phù hợp. Và dựa trên những cơ sở hàng ngày thì các bác có thể tự tìm hiểu và tự đánh giá được chất lượng cây giống của từng đơn vị. Mỗi video hàng ngày chúng tôi cố gắng cập nhật, hy vọng những video này giúp ích được cho các bác và bà con rất nhiều. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của tôi. Và để mua cây giống hoàng đàn, dù cây lớn hay cây nhỏ, nếu các bác có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp cho tôi theo số điện thoại tôi đã để bên dưới màn hình. Và tôi sẽ làm việc trực tiếp với bà con và chịu trách nhiệm hoàn toàn về chất lượng cây giống. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Cảm ơn. Đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho tôi.